Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035, tại một số ô đất thuộc khu vực Hồ An Vũ, chiều nay, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố công khai các điều chỉnh này. Theo đó, diện tích lập điều chỉnh cục bộ là hơn 60 ha thuộc địa bàn 5 phường xã Hiến Nam, Quang Trung, Lê Lợi, Hồng Châu và Liên Phương. Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh theo hướng đất cây xanh mặt nước tại các ô đất ký hiệu CX1.10, CX1.11, HT1.10 thành đất công viên, cây xanh, đất ở, hỗn hợp, thương mại dịch vụ công cộng. Sau khi được điều chỉnh, đất công viên gần 30 ha đạt tỷ lệ trên 48%, đất ở gần 20 ha tỷ lệ 32% và đất giao thông khoảng 10 ha chiếm tỷ lệ trên 19%. Bổ sung một số tuyến đường giao thông gồm đường kết nối từ đường Tô Hiệu vào khu vực hồ có mặt cắt ngang rộng 25m và đường nội bộ cho khu vực hồ có mặt cắt ngang rộng 18,5m cùng hệ thống hạ tầng. Trước đó, khu vực hồ An Vũ được xác định là đất cây xanh công viên tập trung của đô thị. Tuy nhiên, tới nay, hiện trạng kiến trúc cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật xã hội khu vực hồ An Vũ chưa được quy hoạch đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân đô thị. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm thu hút nguồn lực đầu tư và khai thác hiệu quả hồ An Vũ và hồ Đầm Sen, khu công viên hồ An Vũ thành công viên văn hóa, dịch vụ đô thị với không gian cây xanh mặt nước tập trung, công trình tiện ích, dịch vụ đô thị có kiến trúc hiện đại, góp phần đưa thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2. Hiện thành phố đang khẩn trương triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị kết hợp dịch vụ và công viên Hồ An Vũ và sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các sở ngành.